khó năng, mà nhất là giá thể mình lâu mụn đó, than rồi cũng không bị móc râm rồi đó. Làm sao chịu nổi viên canxi đây, cứ tháng hai lần đột vô, nào chịu nổi, râm nào chịu, từ từ nó lột ra thôi, nó rộn rộn gì tưới nước cắp hồi nào cũng hay. Còn giờ dồn cái chậu lan mình coi, dồn cái rễ coi, vậy cái rễ xanh ôm râm không mà tưới thân vô hết lắm, nuôi râm chứ còn rễ mình không có ăn cái gì hết, mà cái rễ đóng râm thì sớm muộn gì cái rễ đó cũng tiêu rồi. Vì cái râm là cái dạng ký sinh đúng không, nó sống nhờ cái rễ của mình, nhựa phân bón mình tưới vô nó, nước rồi trong đó nuôi nó, rồi nó che nè, cái rễ mình thở không được, bích khí khổng. Bây giờ cho nó tuột ra đi, quất canxi vô, rồi coi cái cây nó mập ra, cái lá nó dày lên nhất ngọc điểm. Ngọc điểm nay mai cho cái lá nó như lá mít, nó nở chiều ngang ra đi, dày lên đi. Chứ giờ trồng ngọc điểm gì lá dày thòn. Đó nè, của ta lá dính lên gì, còn của mình cái gì, lá nó cái gì, cái chịu nổi. Trời ơi, thật. Vậy bông đâu ra? Đó thì quý vị thấy không? Đó, những cái nhiệm vụ này thì cái thằng NBK không có làm được, mà nó làm. Mà nếu mà quý vị không đưa vô thì cái rễ cùng ngủng ra thục, ra thục, râm khâm, rễ của người ta chà bá, rễ mình có chút xíu. Vậy làm ăn gì, làm sao tứ phân? Của người ta rễ 10 cọng, đó nè. Rồi nó phân nhánh ra thành 100 cọng, còn có mình 10 cọng nằm đó không. Rồi như vậy hai ra phân tưới vô, cái thằng kia ăn hết, thằng này ăn phân nữa còn nhiều rớt xuống đất, đúng không? Tôi nói vậy đúng không? Mà rễ nhiều, cây ăn phân nhiều thì nhắm con mắt lại là biết cái cây hôm sau này phải lên ít nhất cũng hai phân. Còn gì mà cả tháng trời nhích lên từng ly gì, còn mấy nó nằm y vậy, con trồng làm gì? Cho nó giỏ. Thì như vậy là không phải NBK quý vị nắm vững là đủ rồi. Để thêm mấy ông nội này nè. Đó, quý vị thấy không? Đừng canxi đâu, cái hũ đâu. Nè, đó. Một gram lấy cái muỗng dao ô ha, quý vị trồng ít cái gì. À, quý vị trồng nhiều thì có cân rồi. Còn bây giờ có ít quá, có mấy chục lan sao thầy lắm. Cái muỗng dao ô mình á, Vinamilk á, múc muỗng gạt ngang còn lại trong muỗng một gram, cứ vậy đi chứ đừng có nghe mấy cha muỗng cà phê 4 lít, muỗng cà phê 4 lít cha kia về xúc muỗng cà phê chứ lá queo rễ queo không phải chạy qua chửi mẹ bà, nó chửi tầm bảy tầm ba muỗng cà phê, tưới muỗng cà phê về nè, xách muỗng cà phê đá cà phê dài không, cái này tôi nói cà phê đen nè, muỗng ngắn mấy không? Mấy cà phê đen nó có 2 gram. Ông nội này về lấy một cà phê đá 4 gram. Đó, cà phê đi, cho cà phê. Muỗng da ô nghe, Vinamilk nghe, kệ xíu còn bơm mua hũ Vinamilk đi, vô qua cho con ăn, mình lấy cái muỗng dụ nó đi. Không có lấy mấy cái muỗng của mấy bà bán sâu nha, mấy bà. Mấy bà bán sâu không có đúng đâu à, nó sâu húm mà. Đó thì chú tỷ giờ mình trồng về 3 chậu, 5-10 chậu rồi sao đây, làm sao mà cân, đúng không? Thì thôi lấy cái muỗng ra đi, chính xác. Một muỗng, lấy cái tay gạt những cái còn ở trong đó, một ra. Cứ vậy cho tôi còn nước ha. Nào nước chế muỗng đó, nó tràn ra thì nó rớt, còn ở trong muỗng, 1C. Vậy cho tôi, đó, mấy chị, mấy anh trồng ít nè. Chứ còn vườn lớn là tôi phải nói rồi, có cân rồi, đúng không? Rồi, bây giờ tới bao nhiêu? Bây giờ giờ dồn lại vườn lan của mình coi. Quý vị, nhất là cái cây đơn thân này dễ thấy nè. Hoặc là cây đăng rô cũng vậy, cây đa thân cũng vậy. Như cây này nè. Của người ta lên, ở trên ngọn này càng dài đó, nó đi hình chữ V, không? Còn của mình á, càng lên trên cái nó ngắn lại, nó đi hình chữ A, chết già. Có không? Coi lại không? Từ từ lên cao cái lá này ngắn lại. Đó nè, rồi cây đăng rô cũng vậy, đó cây này cũng vậy.
lên tới gần cái đọt ra bông nè, cái lá nó còn chút xíu à, thay vì của người ta nở ra vậy nè, thấy không, ta lên đi từ lên trên nở ra theo cái quy trình, theo cái luật mà. Còn của mình ở dưới bự lên cái từ nó theo lại kỳ vậy ta, thấy không, thành cái thông. Thì bây giờ nếu những cái cây đó thì các anh chị niệm đâu có tứ mê nhê cho nó là ngày tán lại đủ à, có không, có làm ơn tứ vô đặt cho nay mai cái lá đọt sau cùng á, bây giờ cái cây đương lên đọt gì tự nhiên nó đương ngắn ngắn vậy nè, cái bây giờ quý vị thọc mà nghe quý vị tứ vô cái một cái lá mà đương nho nho lên nè, ra dài cái nó bỏ xa thành như này á, à, nó kỳ vậy đó. Thì quý vị thấy là kali vận chuyển nước, quý vị tưới nước vô không có kali là nước ở dưới gốc chơi làm thúi rễ thôi. Còn nếu quý vị tưới phân không có magie, phân nằm ở rễ chơi quá 4 tiếng hồ thành axit làm cho cái rễ thúi chơi. Có magie vận chuyển phân bón lên tới ngọn trong vòng 30 giây, bởi vì cái ngọn nó mới mà nở ra. Như vậy nhiệm vụ thứ nhất của magie là vận chuyển phân bón thức ăn cho cây. Thấy chưa? Đó, đi học lớp đi, lên trên phê học, mua sách về học đi. Thì quý vị thấy ở đây có bao nhiêu quý? Có đi có. Cái này canxi nitrat nè. Thì magie này thưa quý vị, nó không đòi hỏi các anh chị phải tưới nhiều phân, ngày tưới hai ngày nghỉ. Nhưng một nếu một tháng quý vị lựa cái ngày nào trống mình không tưới phân này, quý vị bổ sung cho nó lần. Rồi, nay mai quý vị coi cái đỉnh của mình này, cái cây của mình trên đọt như thế nào. Thầy là tưới mấy gram? Đó thầy. Một gram một lít, mấy cái này không có tưới nhiều không? Nên là trong cái quy trình tôi có đề bổ sung canxi, bổ sung magie một tháng một lần. Canxi mình cũng làm với chúng ta mình tưới phân mà. Nếu mà nay mai chỉ có tưới phân cá thì pha chung được, chứ còn không có pha chung với hóa học nó sẽ đóng cục. Tôi nói trước nha, chỉ pha chung với phân hữu cơ mà thôi, canxi. Tưới phân cá, ok. Bắt dầu luôn. Đó là. Thì quý vị biết rồi, bây giờ thường thường magie thì quý vị mua magie đó là magie sunfat, tức như là magie kèm lưu huỳnh. Là cái chữ S này. Tại sao? Thưa quý vị, nếu mà tưới magie không á, đi lưng chừng cây nằm đó. Bởi vì quý vị lưu huỳnh mà khi quý vị tưới vô nó lên trên ngọn nó nằm trên đó đó. Bởi vậy mà khi mà cái cây mà quý vị mà tự nhiên ra lá đọt sau cùng cái tự nhiên nó úa cái nấm nhổ lên vậy là quý vị coi coi không có lưu huỳnh. Thì nay mai quý vị mua magie sunfat, quý vị cứ vừa tưới magie mà vừa có lưu huỳnh để nó dẫn thằng magie lên tới ngọn, dẫn phân bón lên tới ngọn, hai thằng tương tác với nhau để dẫn phân. Chứ quý vị không nên mua magie riêng mà lưu huỳnh riêng, mà quý vị mua magie sunfat. Đây, magie so, tức là magie sunfat. Một gram cho một lít nước, một tháng tưới một lần thôi. Có ở trong cây của mình là quý vị yên tâm, quý vị tưới phân. Trong vòng 30 giây là các phân đó đã ở trên ngọn rồi. Đừng để uổng phân quý vị, đừng để nó nở ở rễ. Quý vị tưới phân mà nó ở rễ hoài thì quá 4 tiếng hồ nó thành axit, nó nhai ba cái mô số của cái rễ mình đó, thấy không? Nó làm phân hủy, nó làm nhất là làm mau một giá thể nữa. Phải cho nó đi hết vô cây bằng cách là canxi rễ nhiều để đưa phân vô nhiều. Thứ hai có magie dẫn lên tới ngọn, còn gì nữa là bàn cãi, đúng không? Nhắm con mắt lại là quý vị cũng thành công rồi.
có mấy ông nào trồng mai á, cái nhánh ra ngoài về coi là coi cái chậu mai ra ngoài tới đọt cái lá nhỏ xíu quíu quíu về có bao nhiêu không? Nếu mà không có nữa cái lá nó bị vàng mà nó có gân xanh, về coi là cái mai mình, cái mai của ta cái lá dài thòn của mình nó ngắn ngủn mà nó còn vẫn sống nữa. Sẵn con lan đây tôi đá qua bên mai chút xíu dễ ở, để nay mai quý vị Tết có cây mai khủng nó chơi, đừng để nó vàng lá gân xanh nữa. Cái bệnh vàng lá gân xanh là bệnh thiếu mai nhê. Mà bên phong lan mình không có vàng lá gân xanh mà chỉ có cái lá mà thiếu mai nhê đó quý vị, dễ biết lắm. Ở ngoài đầu này nó trắng, ở trong này nó xanh, mà ở ngoài này nó nhăn. Ở này là quý vị mà lá già chứ không phải lá non nha, còn nặng nữa là trên cái đọt đó úa đó nè, mà lên phần đọt mà cứ thu lỡ là thiếu mai nhê. Thứ hai thì từ nay quý vị tưới mai nhê, quý vị sẽ thấy là dường như cái cây mình nó ít bị côn trùng cắn lắm ta, từ lá cũng vậy đó nè, nó dày nhét nè, mỗi lần cái lá mình tét ra cái nó ngon lành, bữa nay dựng nó rồi nhỏ không được, nó cứng nhất mà nó dai nhất mà tháo ra. Thì thưa các anh chị, cái nhiệm vụ thứ hai của mai nhê là làm cho da dày, tất nhiên là cái biểu bì, cái lipid ở ngoài dày lên tháo ra. Thì cái lá dày dai nhất giống như da tôi, làm sao con sâu, con côn trùng, con nhện đỏ nào mà cắn, đúng không? Bây giờ mình đủ chắc đi, phải không? Đấy, nhiệm vụ tiếp theo là làm cho da cây dày lên. Rồi, một cái nữa nè, bây giờ về coi lại từ lá dưới lên trên, nhất lá già ở trên nó thiếu nặng không đó. Bây giờ cái lá già quý vị coi 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 đúng là từ đó thì mình có tứ nè không, chắc chưa rồi. Thì cái lá già đó, cái lá của người ta nó xanh đều vậy, còn của mình không có đâu.